Đây là cơ hội sở hữu bất động sản vô cùng tốt cho những ai khát khao mơ ước sở hữu bất động sản những năm 2020, 2021 hay là đầu 2022. Những năm đó anh chị em mà mơ ước khát khao có một mảnh đất cho mình mà chưa mua được bởi vì giá lúc đó nó lên quá cao. Vậy thì thời điểm này nó là cơ hội vô cùng tốt để các bạn sở hữu được một bất động sản. Tôi tin tưởng rằng là những anh em mà không sở hữu được cái bất động sản giai đoạn đó ấy, thì bây giờ sẽ không bị dị ứng với bất động sản như những anh em không có tiền. Và tôi biết rằng là anh em lúc khi mà anh em không sở hữu được bất động sản thời điểm đó, đó là một cái rất là may mắn cho anh em. Nếu anh em dúng vào cái thời điểm đó ấy, thì cái việc mà anh em lo lắng là điều không thể tránh được. Bởi vì rõ ràng là nếu mua thời điểm đó là mua đắt, đúng không ạ? Thời điểm này mua rõ ràng là rẻ hơn thời điểm 2020, 2021, 2022, đầu 2022 rất là nhiều, 30, 40, 50%. Vậy thì tôi biết rằng là các bạn đang thật sự là rất là may mắn không mua đất vào thời điểm đó. Mua thời điểm đó là chắc chắn là sẽ đắt. Và đương nhiên là tiền này các bạn đang để trong ngân hàng rồi. Và đang ở ngân hàng cái thời điểm gửi đó thì rõ ràng là rất là cao. Khi mà các bạn không may mắn mà không phải mua phải đất năm 2020, 2021 thì rõ ràng là mình rất là các bạn rất là may mắn mà lại được gửi ngân hàng với cái lãi suất rất là cao ở thời điểm đó. Và khi đến bây giờ ấy, thì là lãi suất ngân hàng đang giảm xuống rồi. Với Big Four ấy, các cái ngân hàng, bốn ngân hàng lớn ấy, thì lãi suất ngân hàng được huy động chỉ khoảng 0,5 đến 0,6% một năm mà thôi. Còn với các ngân hàng thương mại cổ phần thì các bạn sẽ được huy động là lãi suất tiết kiệm, gửi tiết kiệm là 0,7, 0,8. Vậy thì các bạn sẽ vẫn chọn gửi tiết kiệm hay là các bạn sẽ mua đất lúc này? Đây là quyết định và lựa chọn của mỗi anh em mà thôi. Mình cũng xin chia sẻ mấy phút ngắn ngủi vừa rồi. Đây là quyết định, sự lựa chọn của anh em trong cái giai đoạn này. Mình nên gửi ngân hàng hay là mình tiếp tục mình đi săn đất giá rẻ và mình đã bị hụt năm 2020 và 2021 hay là đầu 2022. Như từ đầu video mình có nói rằng là các bạn mua hụt năm 2020 2021 ấy, mua hụt lúc đắt ấy, đấy là thực sự là cái may mắn của các bạn. Và đây là bây giờ là cái cơ hội tốt để cho các bạn mua được bất động sản giá rẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.